con nói nôm na như vậy và bắt buộc phải tin như vậy thì khi chữa bệnh mới guốc. Kính thưa Đức Giám Mục, giữa cái tin đó với cái niềm tin Công giáo, hai cái nó có lẫn lộn với nhau không, để mất đức tin hay không? Đó là cái câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba, mục vụ Thánh lễ Misa Công giáo Việt Nam ở hải ngoại nhiều nơi, đó là lời Chúa, nhiều nơi lời Chúa. Thưa Đức Giám Mục, chừng nào với nhất thống một câu một chung cho tất cả? Xin cảm ơn Đức Giám Mục. Thứ nhất, khi nào mà chưa làm phép thì cứ làm phép thôi, đâu có khó khăn gì đâu. Có ai cấm cái chuyện làm phép hôn phối đâu, phải không? Thì mình thấy chưa có phép hôn phối thì cứ xin làm phép hôn phối vậy thôi. Làm phép đơn sơ, miễn là đừng có ngăn trở là được. Thành thử là cái câu hỏi đó chỉ trả lời mà mình cũng biết, là nếu mình mất đi ở trong tình trạng đó thì là tai hại cho phần linh hồn mình, thì chưa làm phép hôn phối, mà không có ngăn trở thì làm phép hôn phối thôi. Chỉ có cái sợ là nếu có ngăn trở thì khó khăn, chứ còn không có ngăn trở thì cũng nên vội vàng khuya này làm phép. Vì nó quan hệ đến phần linh hồn của mình và hạnh phúc cho con cái của mình. Đấy, thứ hai, về việc mà nhân điện đấy, thì cái đó thuộc về một cái ngành khoa học. Phải cứ nói là như vậy. Thành thử trong cái ngành đó thì người ta cũng có những cái cách làm châm cứu này kia và phải bấm cho đúng huyệt, thì cái đó là ở ngoài. Khi nào mà tin cái ấy quá đi thì khi đấy mới có cái sai, là mình tin là chắc chắn giống như là quyền phép Chúa vậy thì không được. Chứ còn mà nói để tay trên đầu như vậy mà đứng một chốc thì nghe nó nóng hết cả người, thì lẽ dĩ nhiên là có cái đó, có thể có, và có mà cũng không ai cấm tin cái điều đó, mà cũng không ai buộc tin điều đó. Đừng có buộc người ta tin. Đấy, anh mà không tin với tôi là anh trai anh chết ấy, không sao được. Còn cái điều thứ ba về mục vụ thì có những điều là khi mà có quyết định sách lễ các cái của hội đồng giám mục các cái thì nhất trí với nhau, đọc giống nhau. Còn khi đang còn thay đổi, có thể nơi này nơi kia đọc có khác nhau một đôi câu, thì cũng đợi hội đồng giám mục quyết định lần cuối cùng, vì sách lễ đấy còn thay đổi nữa. Vì xin lỗi, cái bản dịch đấy còn sẽ chỉ cho thí nghiệm 3 năm, rồi sau còn sửa, vì có câu, nhiều câu trong ấy cũng chưa chứng nữa, thành sửa lại để cho bản dịch tốt hơn. Mà ở trên thế giới thì bản dịch tiếng Anh, tiếng Pháp được cũng đều làm như vậy, vì cũng cho sửa lại nhiều lần. Dạ kính thưa Đức Tổng, thưa quý cha cùng toàn thể quý vị học sinh, quý vị phụ huynh hôm nay. Con có điều thắc mắc như này, đọc phúc âm thì có ngày gì, ngày kia chú có phán rằng các người có đức tin bằng hạt cải thì các người sẽ rời núi này đi chỗ khác, là một. Câu thứ hai là xin Đức Tổng giống mục cho chúng con biết, ở Hoa Kỳ này con thì con mới sang thôi mà đi nhiều gia đình vì đau khổ với con gái, nhất là những phụ huynh bằng tầm tuổi tôi ở đây, là phúc âm Chúa còn nói như vậy: không có cây nào, cây xấu mà sinh trái tốt được, hoặc cây tốt sinh trái xấu đó. Thành ra sang đây nó ngược cảnh, con gái thì cũng như bà cụ nói á, về như người mẹ thì nói rằng bà ơi tập cho chúng nó làm đi, mai mốt nó biết việc nó làm, nhưng cái tình mẹ thương con ông để cho nó nghỉ đi. Đấy, cũng như nãy Đức Tổng nói à, tại tôi còn nhỏ không bức, để bây giờ nó có cội rồi mới bức. Thế thì người cha thì cũng là vất vả lo đi làm ăn, người kiếm chỗ này chỗ khác để sinh sống, mà con gái muốn đi học để thành người, nhưng ngược lại nó đi cái lối khác. Đấy, là theo cái câu mà chú bảo không có cây
xấu mà sinh ra tốt được. Đấy thì con xin hỏi Đức Tổng trả lời cho tất cả hội trường biết là thứ nhất câu con nói rằng Chúa phán là ngươi có đức tin như hạt cải, ngươi sẽ rời như này đi chỗ khác được, là một. Câu thứ hai thì xin Đức Tổng chỉ vẽ cho vấn đề giáo dục con gái bên này nó khác biệt, nó không có như ở Việt Nam. Tôi nói ra đây không phải là cảm ơn người Pháp, nhưng mà trong truyền thống người Pháp cai trị Việt Nam 100 năm, tôn chữ hiếu chữ nghĩa đều tốt lành cả, mà sang đến nước Mỹ này thì nó lại đảo ngược lại, rõ ràng rồi đó, xin hết. Cái câu Đức Chúa Giêsu nói nếu đức tin bằng hạt cải thì rời núi đi được, nghĩa là không phải là nói về cái vấn đề thể lý về vật chất như vậy. Nhớ rồi mà ông nói ai cũng có đức tin như vậy mà ra nó rời hết cái núi xuống như đây thì mà làm sao đấy. Nhưng mà nghĩa là cái sự khi có đức tin nhỏ mọn mà cầu nguyện và hành động thì sẽ được việc, được việc. Hai vợ chồng với ở với nhau thôi mà rất khó ở và không thể tha thứ cho nhau được, bây giờ nhờ đức tin mà rời cái núi ấy đi được, cái núi ấy khó hơn núi kia nữa. Thành đấy, cái hiểu nghĩa cái đức tin của Chúa nói có đức tin và phải sống theo đức tin nữa thì sẽ rời được. Cái thứ hai là ông hỏi cây nào thì sinh quả ấy, là khi Chúa nói về cái người cha mẹ thì mình sẽ sinh ra con cái là như vậy, nhưng mà ngang đấy chưa bỏ đâu, vì là cây nhãn thì sinh cây nhãn quả nhãn, mà cây xoài thì sinh quả xoài, cây xoài thì không sinh quả mướp, mà cây bầu thì cũng không sinh quả dừa được. Bây giờ sinh nó ra mà cái quả ấy nó bị sâu xia này kia thì mình cứ mua thuốc sâu mình xịt cho nó, chứ không phải là vì bây giờ này nó bữa nay bữa trước là cây mít mà bây giờ nó lại hóa ra quả dừa sao? Không, nó vẫn là quả mít nhưng mà nó sâu xia, thì ta thì xịt thuốc từ sâu vào thì nó lại tốt lại, nó vẫn sinh ra quả mít. Hai nữa là Chúa nơi khác Chúa cũng nói thế này, có người đem giống ra vải giống vào ruộng của mình mà có hạt thì sa xuống đất, có hạt thì sa xuống đá, có hạt thì sa vào bụi gai, có hạt thì sa vào ở trên đường đấy, thì cái hạt giống nó vào mà tùy đến cái chỗ đó. Không biết thì theo ông nói như vậy thì chắc là cứ gieo vào bên Pháp thì nó tốt hơn ở bên Mỹ hay sao đấy, nhưng mà nó là như vậy. Thì khi chúng ta gieo nó rồi, như Chúa nói có người ban đêm gieo lúa vào ruộng mà sau thì ra quả lùng, bởi vì sao? Vì ban đêm ngủ thì có người kẻ thù vào mà gieo quả lùng vào ở trong ruộng lúa. Nên mấy giờ các môn đệ nói thế nào làm sao, thế ra thì đốt hết đi. Không, Chúa nói không, đốt thì đốt cỏ lung mà lúa cũng chết. Vì vậy mà bây giờ nói xin Chúa phạt cho nó độc đất, cho nó chết hết kẻ tội lỗi, nó chết mình cũng chết. Thành Chúa nói là cứ cầu nguyện thương yêu cứu giúp, rồi đến khi nào ngày tận thế thì sẽ phân biệt cỏ lùng riêng bỏ vào và đốt, còn là lúa thì đeo vào kho lạnh của Chúa ở trên nước thiên đàng. Thành như ông cứ thấy Chúa kho lạnh của Chúa cứ sẵn sàng, và ông cứ có lúa thì Chúa sẽ đổ vào kho lạnh. Chúng ta cứ tin tưởng vào Chúa, và chúng ta cũng biết là ở bên chúng ta qua đây là hai xã hội khác nhau và có những điều kiện khác nhau, vì vậy mà phải có thích ứng và hiểu những cái hay và những cái dở bên mình. Và cũng cái hay và cái dở ở đây, sáng nay tôi chỉ nói ở bên Mỹ là tội vạ bao nhiêu, nhưng mà nếu mà tôi đọc ở đây tôi có tất cả cái số liệu, tự tử là số liệu là giết người và tội phạm của trẻ em nữa, thì ở bên Việt Nam ta cũng không ít thua đâu.
Và ở bên Pháp, năm vừa rồi đây, số thanh niên tự tử mà tự tử thành công đó, tự tử mà chết đó, thì nhiều hơn số thanh niên chết vì tai nạn xe hơi. Chết vì tai nạn xe hơi năm vừa rồi 19.000 mà tự tử là 24.000. Nên có lẽ nước Pháp bây giờ cũng khác như nước Pháp bây xưa. Kính thưa cha bề trên, kính thưa quý cha, tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em, tôi thấy ở bây giờ mà Đức Chúa Giêsu ở trên trời nhìn xuống anh chị em thì chắc là Ngài ký giấy cho lên thiên đàng hết. Bởi vì thấy anh chị em thật là công phu hy sinh rất nhiều. Một giờ trưa trời nắng như thế này mà anh chị em tất cả đều có mặt đây thì chắc là bữa nào tới tòa phán xét Chúa sẽ hỏi ở dòng đồng công năm 1996 con có đi đến không, mà một giờ trưa có ra ngồi nghe giảng không. Nó có ngài nói thôi cho vào thiên đàng. Hôm qua tôi có nói chuyện với anh chị em về 10 giới răn của Chúa. Bây giờ còn có thể thực hiện được không? Còn có ích lợi cho cuộc sống thiêng liêng của chúng ta không? Và có cần thiết cho xã hội của chúng ta không? Và anh chị em đã thấy rằng 10 giới răn ấy rất là cần thiết. Và nếu xã hội chúng ta mà không xây dựng trên những điều răn của Chúa thì gia đình, xã hội sẽ sụp đổ và cuộc đời của chúng ta mất hết hạnh phúc. Nếu mà có 10 giới răn như vậy thì thế gian này sẽ bớt đi các nhà tù và cuộc sống sẽ vui vẻ hơn nhiều. Anh chị em xem đây này, năm kia đại hội giới trẻ ở Denver, Đức Thánh Cha sang ở đấy, và sau mấy ngày đại hội ở Denver thì ông thị trưởng ở Denver đã nói rằng suốt mấy ngày Đức Thánh Cha sang đây thì chúng tôi không có vấn đề phạm pháp ở trong thị xã Denver. Thường chúng tôi lo có vấn đề violence, drugs, đủ thứ. Bây giờ Đức Thánh Cha qua mấy ngày chả có bắt được chuyện gì cả. Thanh niên sao bữa nay thấy nó hiền hòa như con chiên vậy. Đến qua năm ngoái 1995 ở tại Manila, lần thứ nhất có một số người công giáo họp đông như vậy để mà đón tiếp Đức Thánh Cha trong ngày đại hội giới trẻ tại Manila, Philippines. Một bãi đón chờ Đức Thánh Cha ở bãi biển mà tất cả là 4 triệu người Á Châu đông đảo như vậy, tất cả các nước Âu Mỹ đến đều khiếp cả. Người Á Châu
quý mến Đức Thánh Cha. Và 4 triệu người, những thanh niên ở Mỹ, ở Canada, ở Pháp, ở Đức sang, thấy không ngờ là đó là một cái thực tại. 4 triệu người Á Châu. Và rồi sau mấy ngày Đức Thánh Cha ở đó thì ông thị trưởng ở Manila cũng nói rằng cả mấy ngày Đức Thánh Cha đến đây thì chúng tôi ở đây cảnh sát cũng không có bắt được vấn đề tội phạm. Sao mà tại sao mấy ngày nay chúng nó ăn chay cầu nguyện đâu hết cả? Trộm cướp du đảng gì không có đứa nào có bộ đi chịu lễ cả. Đấy, đấy. Thấy điều đấy thì chúng ta thấy rằng 10 giới răn Chúa đúng là có ích, phải không? Nếu mà giữ 10 giới răn Chúa thì làm sao mà có tội lỗi, làm sao mà phải bỏ tù với mày, phải đưa ra tòa án. Nếu ở 10 giới răn Chúa là ai cũng là vui vẻ, ai cũng là anh em, ai cũng thương yêu nhau, ai cũng đóng góp vào việc chung, chứ có ai mà ích kỷ, ai mà muốn sinh ra tội phạm. Mà đã có tội cũng như là có bệnh thì phải có thuốc. Chúa đã dạy như vậy thì bây giờ tôi nói 10 bài học, vắn tắt 10 bài học để cho chúng ta được sống 10 giới răn cho tốt và tránh những điều mà các giới răn cấm. Bây giờ tôi nói qua 10 bài học ấy để cho anh chị em nghe. Căn cứ vào phúc âm của Thánh Marco chương 12 câu 28 thì Thánh Marco đã cũng nhắc lại cho chúng ta nhớ yêu mến Chúa. Hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực mình. Một khi mà chúng ta đã yêu mến Chúa và hành động như vậy thì ta sẽ tốt. Mà muốn nói ở đây là khi Chúa dạy chúng ta thì Chúa biết chúng ta làm được. Chúa dạy là Chúa biết chúng ta làm được. Nếu mà Chúa dạy một điều mà bất công mà chúng ta làm không được thì Chúa bất công rồi. Thì làm sao mà Chúa bắt chúng ta giữ cái điều đó được? Nếu chúng ta muốn thì làm được. Mà việc gì cũng phải cố gắng, cũng phải có thi, có đua thì mới gọi là có đấu, có giải chứ. Anh chị em vừa xem đại hội Olympic ở Atlanta, anh chị em xem các lực sĩ ở đấy đã thao diệt biết bao nhiêu thì mới ra đấy mà đua tài với người ta, mà có khi hơn nhau có mấy nữa, không hơn nhau có mấy giây thôi, thế mà chỉ thua có mấy giây anh kia được huy chương vàng và mình huy chương bạc. Thua nhau mấy giây mấy anh kia huy chương vàng, huy chương bạc, mình huy chương đồng, thì thua thêm vài giây nữa là không có huy chương nào cả. Thành trong cuộc đời của chúng ta cần phải có sự tranh đua và sự cố gắng. Và cả cuộc đời của chúng ta Chúa ban ơn đủ. Nếu Chúa không ban ơn đủ thì Chúa bất công, và Chúa cũng không đòi chúng ta được. Nhưng mà Chúa ban ơn dư dật để cho chúng ta được sống một cuộc đời sống đạo vui vẻ. Điều thứ nhất là Chúa ban cho chúng ta cái tôi. Cái tôi này là tôi gì? Bây giờ hỏi ra bạn là ai? Ông bà là ai? Các anh các chị là ai? Cái con người của tôi mà Chúa ban cho tôi đấy, tôi là một người Công giáo, người Việt Nam và sống trên đất Mỹ. Ba cái điểm đấy. Tôi là người Công giáo, người Việt Nam, sống trên đất Mỹ. Cái đó Chúa ban rồi. Bây giờ Chúa ban là tất cả chúng ta mỗi người đều có cái đó. Cái đó là căn tính của chúng ta. Căn là cái rễ, cái gốc rễ
của tính tình, của bản tính con người của chúng ta, tôi khác người khác. Và không có ai mà giống tôi, và cũng không có ai thay cho tôi được hết. Tôi là người Công giáo Việt Nam sống trên đất Mỹ. Bây giờ nhìn lại xem tôi là người Công giáo thực không? Ăn thua là bây giờ nhìn qua cái đó. Cái bài học thứ nhất cho chúng ta thấy, tôi có phải là người Công giáo không? Tôi người Công giáo như vậy. Người Công giáo nó có chịu phép rồi, tôi đi nhà thờ mỗi năm này, cũng có đi lên ở trên Missouri đó họp, cũng có đông đủ cả. Nhưng mà anh chị có sống đúng tinh thần Công giáo không? Công giáo cũng ba hạng Công giáo. Có Công giáo thì đợi chờ, có Công giáo thì thụ động, có Công giáo thì danh dự. Khi nào thấy bữa nay xuôi tử tế cầm cờ ra đi, mai thấy nó chửi Công giáo cái xe cởi cả bỏ túi. Giấy ly lịch hỏi tôn giáo nào ở nhà mình đó, hỏi giấy ly lịch ở tôn giáo nào đó, đề trong là không công không tôn giáo. Bởi vì đề khác đưa ra sợ họ làm khó dễ để lo cái chuyện đấy. Thành thử là cái chất Công giáo của tôi có đúng là Công giáo không, và tôi có sống thật là người Công giáo không, như trong phúc âm, như Chúa Giêsu dạy, chứ không phải là nói là tôi có ghi sổ, cha có ghi sổ tôi Công giáo. Chứ có chịu phép là tội mà, có vú bỏ mà, có làm phép cưới, ăn tiệc ở nhà hàng đông lắm, thế đó không đủ. Là hàng ngày tôi có phải xứng đáng người Công giáo thực sự như Chúa Giêsu không? Hôm ngoái tôi nói anh chị em đó, có một đôi đức cha người ngoại quốc đó, nói đức cha cố gắng nha, nhắc nhở bà con Công giáo, chúng tôi thấy họ tốt lắm, người Công giáo Việt Nam tốt lắm, đọc kinh rất nhiều, mà nhiều khi chửi nhau khỏe hơn nữa. Bên đây, bên đây. Có nhiều người lại binh đức mẹ mà lại chửi người ta này chứ. Có bà vào nhà thờ thấy trẻ con vào lượm lấy hoa lên bàn thờ đức mẹ, chửi cả đám, chửi hết cả. Hỏi vì sao mà bà chửi dữ thế? Con chửi chúng nó vì chúng nó lấy hoa lên bàn thờ đức mẹ. Đức mẹ đâu có nhờ mình chửi. Người Công giáo mà là người Công giáo Việt Nam, chúng ta, Chúa đã cho sinh ra ở Việt Nam, chúng ta có tính tình Việt Nam, chúng ta có ngôn ngữ Việt Nam, chúng ta có truyền thống Việt Nam, chúng ta có những đức tính tốt đẹp ông bà của chúng ta truyền lại cho chúng ta. Chúng ta sang đây xưng mình là người Việt Nam, nhưng mà chúng ta có giữ đúng như vậy không? Hay là chúng ta qua đây được quên rồi, không phải Việt Nam nữa, không phải nữa. Chúng ta không biết lịch sử của đất nước của chúng ta. Chúng ta để con cái quên ngôn ngữ của ông bà chúng ta, và nhất là chúng ta quên các đức tính của người Việt Nam. Người Việt Nam thì nhã nhặn, người Việt Nam thì trung thành, người Việt Nam chịu khó cần cù làm ăn, người Việt Nam chịu khó học hành, người Việt Nam khi cần thì tiết kiệm làm việc, nhưng mà khi vì đại cuộc thì bỏ hết của cái, các cái bỏ hết. Và vì thế mà nước Việt Nam chúng ta tuy là bé, ở gần một nền nước Trung Quốc vĩ đại, chỉ có bằng một cái huyện của người ta thôi, thế mà người Việt Nam chúng ta vẫn giữ độc lập. Và Trung Quốc là thôn tính nước Việt Nam 11 thế kỷ, hơn 1.000 năm, thế mà chúng ta cũng độc lập như thường. Và chúng ta lại mạnh mẽ có một cái lối chữ viết theo tiếng Latin các đấng truyền giáo để lại cho chúng ta, mà người khác không có, nước khác xung quanh cũng có, nước Nhật, nước Triều Tiên, Đại Hàn đó, phải dùng ngôn cái chữ viết của người Trung Quốc. Bởi vì sao? Người Việt Nam chúng ta, Chúa cho chúng ta có tính cách độc lập, và chúng ta chiến thắng các
tướng giặc của người Tàu đến đâu dẹp đó mà qua Việt Nam thì thua. Đấy, qua Việt Nam cái thì bại. Tại vì sao? Vì người Việt Nam chúng ta có những đức tính, nhưng mà chúng ta phải cố gắng mà giữ những đức tính ấy, kéo mai một đi thì chúng ta ở đây người ta không quý người Việt Nam nữa. Vì người Việt Nam mất cái đức tính của người Việt Nam ấy, nên nhắc nhở cho con em mình nhớ cái điều đó. Hôm qua Đức Cha Địa Phận Kiệu Mình Thánh đi về khen quá sức, nói người Việt Nam rất là đạo đức và giữ được lòng sùng kính Chúa Giêsu trong phép thánh thể, cho nên tôi cầm mình Thánh Chúa đi đến đâu thì thấy giáo dân Việt Nam quỳ chắp tay cúi đầu để thờ lại mình Thánh Chúa. Chúng tôi người Âu Châu rất cảm động và chúng tôi lấy làm rất quý, sợ mai kia chúng nó ở bên này rồi đầu gối nó xếp không được nữa thì Đức Cha còn nói thấy mấy đứa bé ở đứng hai bên đấy mà chúng nó thấy thì chúng nó cũng cúi đầu, có nhiều đứa lại đứng lưng nghiêm như thế này nữa. Nhưng mà người ngoài ta nhìn vào đấy không ai nói cả, chúng ta không khoe mình người Việt Nam, nhưng nhìn vào đấy người ta quý ngay. Đó là, đúng là cái chất người Việt Nam lễ phép như vậy. Anh chị em nhớ giữ gìn các đức tính của người Việt Nam, đừng có mất. Thứ ba là người Việt Nam sống đến nước Mỹ, chúng ta sống ở đây, chúng ta phải nhìn vào cái xã hội này và chúng ta biết có cái gì hay, có cái gì dở để chúng ta bắt chước, để chúng ta học. Không phải mọi cái đều hay hết. Không phải mọi cái đều hay hết. Nhưng mà cũng không phải mọi cái đều dở hết. Có bao nhiêu cái hay mà chúng ta không học, vì chúng ta chỉ học lanh quanh ngoài chợ ngoài búa vậy thôi. Nhưng mà trong cộng đồng người Mỹ, trong các sứ đạo người Mỹ thì có những cái rất hay. Bây giờ Âu Châu số người đi lễ nhà thờ thấp mà số người đi lễ nhà thờ ở Mỹ cao, cao gấp đôi ở Âu Châu. Thì đó là một cái điều chúng ta phải học, cao hơn gấp đôi của Âu Châu. Đấy, ở Âu Châu có nhiều người chết không dám rước cha. Đấy, đau mà chịu các phép thì sợ lắm, sợ là cha sức dầu cái chết mất. Họ cái đó là một điều dị đoan. Mà ở nước Mỹ này, ở bệnh viện nào tới có việc gọi cha ngay, người ta còn muốn chịu các phép bí tích. Thành thử có những cái hay mà mình phải học với họ. Những cái cộng đoàn trẻ ở nước Mỹ, những cái khóa hội thảo, những cái khóa là canh tân của nước Mỹ rất là tốt, những cái lớp trẻ cầu nguyện rất là tốt. Nhiều giám mục Mỹ nói với tôi rằng chúng tôi vào trong nhà thờ mà thấy chúng nó quỳ đấy, 700-800 thanh niên thiếu nữ mà chúng nó quỳ mà cầu nguyện cả giờ như vậy, chúng tôi rất là mến thương chúng nó. Thì những cái đó mình phải học. Mình cứ nghĩ rằng Việt Nam mình là đông nhất, cứ là vác cờ đi kiệu là đông, hết kiệu đi mất. Thành thử là chúng ta phải học những cái hay đó. Và chúng ta ở trên đất Mỹ thì phải đi vào trong cái giáo hội của người Mỹ, trong cái xã hội của người Mỹ, thì chúng ta mới bảo vệ cái quyền lợi của dân tộc Việt Nam được. Nếu anh chị em không cho con cái học hành và không hướng dẫn cho chúng nó đi vào trong cái xã hội ấy, không phải là để chúng ta hóa ra người Mỹ hoàn toàn, nhưng mà chúng ta có quyền lợi, chúng ta phải binh vực quyền lợi của chúng ta. Điều ấy tôi nói ví dụ cho anh em dễ hiểu là bây giờ qua đây thì anh em phải tiêu đồng đô chứ. Qua đây mà tiêu bạc Việt Nam thì tiêu làm sao? Đấy. Mà ngay về bên nhà mình mà đi xe lửa hay đi cơm, người ta hỏi phải Việt Kiều không? Việt Kiều thì giả đồng đô. Đấy. Vì người ta cũng muốn dùng đồng đô thôi, vì nó có giá trị. Thì khi chúng ta ở đây thì chúng ta cũng phải biết
dùng những cái tiện nghi văn minh chưa đủ, không phải chỉ mua xe, không chỉ mua các cái máy móc chưa đủ, chúng ta phải biết cái văn hóa của họ có những cái nào hay chúng ta học, và chúng ta cho con cái chúng ta đi vào đó để mai ngày chúng nó lớn lên trong xã hội đâu đó có người Việt Nam để chúng ta tự bảo vệ nhau được, để chúng ta đưa cái văn minh của chúng ta ra được, đưa cái văn hóa của chúng ta ra được, thì chừng ấy người ta mới nói rằng người Việt Nam sang đây có đóng góp. Đóng góp không phải là đóng góp, không phải là đóng góp tiền bạc, cái đó sau, nhưng mà đóng góp cái tinh thần để sau cái dân tộc này nó giàu có phong phú lên. Không ai chối cãi được sự đóng góp của những người Ái Nhĩ Lan qua đây, mấy người Irish họ qua đây. Trước đây họ là những người nghèo, trước đây họ là những người bị trục xuất ra khỏi nước, người có tù tội. Trước đây vì họ là người Công giáo, mà người Anh là người Tin lành, cho nên lưu đày người Irish đi, người Ái Nhĩ Lan đi. Nhưng mà họ sang đây nghèo khó như vậy. Bây giờ đó, cái đạo ở nước này ấy, là của người Ái Nhĩ Lan. Đa số các linh mục Ái Nhĩ Lan, đa số các giám mục hồng y của họ Ái Nhĩ Lan hết. Và do đó mà nước Mỹ bao giờ cũng phải nể trọng nước Ái Nhĩ Lan, là bây giờ nó còn bên kia nhỏ chút rồi. Thế kỷ trước nước Ái Nhĩ Lan 7 triệu người, bây giờ còn có 3 triệu rưỡi. Đi đâu hết? Nó qua đây. Cứ dần dần qua đây thôi. Qua đây rồi thì không phải là qua đây thì mình thiểu số. Qua đây tự nhiên là sau là cái xã hội này nó ở trong tay mình. Anh thử bây giờ nước bên kia thì ít dân thua, nước này nhiều dân hơn. Anh em biết người Ý đó, ở bên nước Ý, nó thì nghèo vậy nhưng mà họ ăn làm tốt. Bây giờ ở trong thành phố New York có 4 triệu người Ý. 4 triệu người Ý. Thành thử ngay trong địa phận New York bao giờ cũng có một đức giám mục phụ tá người Ý để mà nói chuyện với người Ý chứ. Thành thử chúng ta phải thấy cái sự hiện diện của chúng ta mà hiện diện hợp pháp, và mỗi ngày hiện sự hiện diện ấy đâm rễ vào thì chúng ta sống nên đất Mỹ này mới gọi là an cư lạc nghiệp, vì chúng ta bảo vệ quyền lợi, văn minh, văn hóa của chúng ta, và người ta phải nể trọng. Nếu chúng ta chỉ đóng lại thành một khu vực của Việt Nam này, dòng đâu muống với nhau mà thôi, làm sao được. Cái bài học thứ hai Chúa dạy chúng tôi phải giữ hết tất cả, hết thời giờ, hết sức lực, hết trí khôn. Chúng ta phải sống thế nào để mà làm công việc của chúng ta để là cho nó thành công, là thời giờ của chúng ta phải dùng hết sức. Ai cũng bằng nhau hết. Ở đây thời giờ ai cũng bằng nhau hết. Có ai nói là tại đồng hồ Đức Cha một giờ nó đến 70 phút, đồng hồ con giờ nó có 50 phút. Thế là không, giờ người nào cũng 50 phút, cũng 60 phút một giờ. Rồi giờ người nào cũng một ngày 24 tiếng. Có người nào nói là bà đấy một giờ này bà đến 26 tiếng, tôi ngày một ngày tôi được có 20 tiếng thôi. Không, nhưng mà tại sao có người 24 tiếng mà làm ra tiền bạc thật nhiều, mà có người 24 tiếng không làm ra gì hết mà lại mất tiền này chứ. Đánh chừng nào thua chừng đấy. Bởi vì cái đồng bạc của chúng ta làm ra, cái tiền công chúng ta làm ra thì có nhiều giá khác nhau. Nếu chúng ta là người làm ruộng thì giá khác, nếu chúng ta lao động thì giá khác, nếu chúng ta là người có khoa học kỹ thuật thì giá khác, mà nếu chúng ta là những người business lớn thì giá khác. Họ chỉ 2-3 phút thôi, tính toán một cái, ký giấy cái, lại 1 triệu.
Mình làm cả ngày mấy chục đồng thôi. Tại vì sao? Thì giờ nó khác. Thì giờ nó khác. Chứ không nói là thì giờ giống nhau đâu. Đấy. Cái anh này học mỗi năm thì lên một lớp, có khi là một năm lại còn băng nữa. Còn anh kia học 2-3 năm cứ ở lại một lớp thôi. Thì cái nó khác nhau chứ. Năm ngoái tôi thuật chuyện thằng bé đó, hỏi Đức Thánh Cha John Paul I hỏi nó: con năm nay con lớp mấy? Thưa cha, con lên con lớp 5. Sang năm con lên lớp mấy? Thưa cha, sang lên lớp mấy? Thưa cha, con thưa Đức Giáo Hoàng, con cũng học lớp 5. Vì sao vậy? Thưa Đức Giáo Hoàng, con thương cô giáo con lắm, con ở lại với cô. Nên chúng ta phải dùng thì giờ cho hết sức đúng đắn và cho có lợi. Đừng có bỏ phút nào mà nó không có lợi hết. Nghĩ cũng có lợi, chơi cũng có lợi. Cái lợi về tinh thần, lợi cho cuộc đời của mình. Chứ đừng cứ khi nào bỏ làm cái gì ra mà nó không có lợi. Tôi tính toán cái gì cũng phải có lợi thôi. Nhưng còn không thì không được. Mình trong việc thiêng liêng, trong việc trí tuệ cũng phải là có kinh tế. Bởi vì mình làm cái gì nó có lợi cho mình và lợi cho người khác. Và vì vậy mà sống trong cái phút hiện tại. Chúng ta cứ sống trong cái phút hiện tại và hành động trong phút hiện tại và làm cho cái phút hiện tại này nó tốt, nó đầy tình yêu để cho phút hiện tại này có ích cho người khác. Nếu mà chúng ta cứ nói để ngày mai ngày kia thì chúng ta không sống trong phút hiện tại. Chúng ta sống trong phút này. Phút này mà làm cho tốt. Chúng ta bỏ mỗi một phút là chúng ta bỏ vàng, bỏ bạc ra. Có một cậu bé ngồi đây thế này mà cứ lượm sỏi mà ném mấy con chim ở trên cây. Hết hòn sỏi này đến hòn sỏi kia cứ ném chim ở trên cây. Ném hết rồi, có gần hết rồi, còn có 2-3 hòn sỏi này cầm lấy tay. Có cái ông đi ngang, ông bảo: này cháu kìm cầm mấy hòn sỏi gì cháu đưa ông xem. Đưa đây, xem thấy lóng lánh. Ông này nói: mấy hòn sỏi này là kim cương mà. Nó hỏi: thế này làm gì hết? Con lấy mấy hòn sỏi này, con ném mấy con chim trên này hết, bây giờ nó xa xuống dưới sông hết rồi. Thời giờ quý như vậy, nhưng mà nếu chúng ta không biết đánh giá thì giờ thì chúng ta xem cái kim cương cũng như sỏi thôi. Nhưng mà người kia biết dùng thì giờ nên, thì người ta trong một thời gian như mình, họ đã làm nên công việc. Tôi phải sử dụng thì giờ của tôi như thế nào? Tôi quý thì giờ rồi. Đây là cái bài học thứ ba. Tôi phải sử dụng mỗi ngày sống của tôi như là cái ngày sau hết trong cuộc đời của tôi. Mỗi ngày sống như cái ngày sau hết trong cuộc đời của tôi. Các bà nghĩ lại xem, nếu mà ngày sau hết thì các bà sống thế nào? Tôi đọc trong một quyển sách họ có nói rằng cú điện thoại cuối cùng. Nếu bây giờ mà tôi biết rằng một tí nữa tôi sẽ chết thôi, và tôi bây giờ đây tôi gọi cái điện thoại này là cuối cùng, thế thì cái điện thoại này chắc là giá trị lắm. Cú điện thoại cuối cùng này tôi có chửi đứa nào không? Sắp chết rồi mà bây giờ có chửi đứa nào không? Chắc là không. Cái này tôi phải nói sao mà cô đọng tất cả cái tư tưởng của tôi lại. Tôi còn mấy phút nữa để sống thôi. Thì cái cú điện thoại này tôi phải nói tất cả cái tình thương của tôi. Nếu là tôi nói cho người trong nhà, nếu là tôi nói với bạn bè, nếu là tôi nói với công việc, thì tôi phải hướng dẫn các công việc sao mà mấy phút nữa tôi ra đi thì đầy đủ. Và như vậy nếu là cái ngày này tôi là sống cuối cùng thì cả nhà tôi hạnh phúc. Sống cuối cùng thôi, ngày hôm nay thôi, mọi cái bỏ qua hết. Không có hờn, không có dỗi, không có lời nặng, tiếng nhẹ với ai hết. Ngày hôm qua tốt lành,
hết cả. Bởi vì sao? Vì là ngày cuối cùng. Nếu không phải ngày cuối cùng thì thôi sao cũng được ha. Có cái ông hỏi: mấy bữa nay anh có khỏe không? Tôi khỏe lắm chứ. Ăn uống có được? Ăn được chứ. Tôi ăn một bữa mà đến là 150 hạt đậu. 150 hạt đậu. Ăn sao mà 150 hạt đậu? Hóa ra anh ngồi anh đếm à? Thực là đếm chứ. Hỏi vì sao thế? Chứ bà giảng tôi suốt cả buổi thì tôi cứ ngồi tôi đếm mấy hạt đậu tôi ăn thôi. Bữa nào đếm ấy cho nó qua chứ sơi sức đâu mà nghe bà. Nếu chúng ta đấy nghĩ rằng cái ngày ấy là ngày cuối cùng thì chúng ta có giảng cho ông mỗi ngày như thế được không? Nếu là cái ngày cuối cùng trong cái đời của tôi. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là ngày cuối cùng nghĩa là cái ngày này thì rồi sau ngày này là chết. Ngày nào cũng cuối cùng hết. Có khi nào mà anh em đi tới, anh chị em đi tới nói với ông bác sĩ rằng: thưa bác sĩ giúp cho tôi lại, tôi sống lui lại 3 năm. Tôi sống lui cách đây 1993. Không được. Ngày hôm qua là ngày hôm qua rồi. Bây giờ là đến là 1:45 của ngày mùng 10 rồi. Chứ không làm sao lui lại ngày mùng 9. Mà không sao lui lại ngày mùng 8. Ngày nào cũng là ngày cuối cùng trong cuộc đời chúng ta. Nó đi vào đời đời. Lợi hay hại cho chúng ta. Do đó xin anh chị em muốn hành động cho tốt. Cái bài học ấy cho chúng ta, cho linh hồn chúng ta và cho công việc, gia đình chúng ta, xã hội chúng ta. Ngày nào cũng là ngày cuối cùng. Sống như ngày cuối cùng, làm hết sức mình, hết linh hồn, hết trí khôn trong ngày cuối cùng để tỏ ra chúng ta kính mến Chúa. Tôi lấy sức đâu mà làm? Lấy sức đâu mà làm? Tôi có ánh sáng của Chúa. Ánh sáng của Chúa là con đường hướng dẫn tôi đi. Vì vậy mà mới gọi là cái đạo. Đạo là con đường mà dẫn mình đi. Mà xưa nay chúng ta theo đạo thì theo gì? Không phải là theo đạo là theo cha. Cũng không phải theo đạo là đi nhà thờ. Cũng không phải là theo đạo là đọc kinh. Chừng đấy thôi, không đủ. Nhưng mà theo đạo là đem cả cuộc sống chúng ta mà đi sống như Đức Chúa Giê-xu. Như vậy là theo đạo.